Dạ vâng ạ, Tường Vô Đẹp Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị và rất vui khi được gặp lại tất cả các anh chị nhà mình trong video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình trên màn hình đó là 3 tác phẩm heo tài lộc. 3 tác phẩm này thì đều được bên em chế tác trên chất liệu đó là gỗ chun sụn hương và hàng thì bên em đều chế tác là thủ công và liền khối anh chị nhé. Và trước khi giới thiệu chi tiết 3 tác phẩm trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là Tượng Vô Đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ là Nghề Mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968 anh chị nhé. Anh chị nhà mình có thể là kết bạn Zalo với bên em thì nhân viên bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là tư vấn cụ thể cho anh chị nhà mình về các cái tác phẩm mà anh chị đang mong muốn tìm kiếm ạ. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị nhà mình có thể là tiến tới gần 3 tác phẩm trong video ngày hôm nay để em có thể là giới thiệu chi tiết những cái đường nét đục tỉa của bên em và giới thiệu một chút về cái ý nghĩa phong thủy của các tác phẩm tượng heo anh chị nhé. Và như anh chị nhà mình nhìn thấy trên màn hình thì bên em có 3 tác phẩm heo tài lộc mới hoàn thiện xong anh chị nhé. Những cái chú heo này thì với gương mặt rất là hoan hỉ, tươi cười, rạng rỡ này, luôn luôn đem lại cho mọi người cái cảm giác đó là vui vẻ và thoải mái chị nhé. Và trong phong thủy thì những chú heo là biểu tượng cho sự may mắn này, thịnh vượng cũng như là khả năng sinh sản và những cái thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống mà chú heo đem lại cho gia chủ đấy ạ. Và tác phẩm đầu tiên bên phía tay phải màn hình của anh chị nhà mình em đặt là mã 01 anh chị nhé. Mã 01 của chúng em ngày hôm nay thì có chiều cao đó là 30, chiều ngang là 48 và chiều sâu là 22 anh chị nhé. Mã số 01 này là một chú heo béo trên chất liệu đó là gỗ chun sụn hương. Và chú heo như các anh chị nhìn thấy đấy ạ, đang chĩnh trên một cái bao tiền rất là lớn đấy chị nhá, với đầy ắp những cái đồng tiền vàng này, được bên em chặt tỉa rất là kênh bông luôn ạ. Và đầu tiên nhìn vào một tác phẩm thì anh chị nhà mình quan tâm đến đầu tiên đó là diện mặt của chú heo. Diện mặt của chú heo thì rất là tươi cười, rất là hoan hỉ anh chị nhá. Và từng những cái đường nét đục tỉa đó là cái bộ mắt này, đấy, đôi mắt của chú heo đây ạ, hay cái khuôn miệng được bên em chế tác rất là cân đối này. Hai cái tai vảnh anh chị nhá, hai tai vảnh của chú heo thể hiện cho cái sự thông minh, nhanh nhẹn đấy ạ. Và trên mình của chú heo thì anh chị nhìn và cảm nhận đó là chất gỗ chun sụn hương anh chị nhá. Với những cái tác phẩm trong video ngày hôm nay thì đều là những cái tác phẩm heo mà bên em chế tác hoàn toàn là thủ công, nên là từng những cái đường nét mà bên em đục tỉa rất là chi tiết và rất là sắc nét ạ. Đấy, anh chị nhìn thấy là cái miệng bao tiền đấy ạ. Nhìn tới cái miệng bao tiền các anh chị nhìn thấy đó là những cái đường vải anh chị nhá, đường vải uốn lượn cực kỳ là mềm mại này. Đấy, cái nút thắt của bao tiền là cái một cái dây này. Đấy, bên em chế tác cũng rất là kỹ luôn ạ. Hay là phía dưới đây châm tỉa những cái đồng tiền vàng tài lộc anh chị nhá. Với những cái tác phẩm heo thì rất là phù hợp với các bác làm trong lĩnh vực kinh doanh này, hay là những người có địa vị lãnh đạo anh chị nhá. Thường đặt những cái tác phẩm heo này tại bàn làm việc để đem lại đó là cái nguồn nhân lực dồi dào cũng như là tận tụy với công việc ạ. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm mã số 01 này để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm này trong gia đình nhà mình anh chị nhé. Tác phẩm này của em thì chế tác trên một cái phôi gỗ rất là đẹp anh chị ơi. Em sẽ quay cả mặt sau để cho các bác có thể là nhìn ngắm tổng quan về tác phẩm này. Tác phẩm này của bên em thì có chiều cao đó là 30, cao 30 anh chị nhé, ngang 48 và chiều sâu là 22 ạ. Chế tác trên một phôi gỗ chun sụn hương hàng liền khối chị nhá. Và đục tỉa bằng tay nó mới là giá trị ạ. Đục tỉa thủ công hoàn toàn bằng tay luôn ạ. Anh chị nhà mình yêu thích tác phẩm này thì hãy comment cho em là mã số 01 anh chị nhá. Hoặc là có thể là chụp lại màn hình và inbox trực tiếp qua Zalo của bên em, qua số điện thoại đó là 0389 889968 để nhân viên có thể là gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo ạ. Và tiếp theo em sang với chú heo tiếp theo. Đó là chú heo mã số 02 chị nhá. Mã số 02 là một chú heo béo tài lộc chĩnh trên những cái đồng tiền vàng này. Và bên cạnh thì bên em còn chế tác thêm đó là những cái cây lấm linh chi thể hiện cho cái sức khỏe cũng như là sự trường thọ chị nhá. Và tác phẩm mã số 02 của bên em trong video ngày hôm nay thì có chiều cao là 26, chiều ngang là 47 và chiều sâu là 28 anh chị ơi. Đấy, một chú heo với gương mặt rất là hoan hỉ, tươi vui này. Và với cái ánh mắt anh chị nhá, một chú heo béo thể hiện cho cái sự lo ấm đầy đủ cũng như là cái sự niềm vui hoan hỉ ạ. Phía dưới đây thì bên em có chặt tỉa thêm là những cái thỏi vàng anh chị nhá, và những cái đồng tiền vàng tài lộc này, hay từ những cái phần móng chân của chú heo thôi bên em làm cũng rất là kỹ này, tỉa tót những cái đường lông cực kỳ là chi tiết cho anh chị nhà mình luôn rồi anh chị nhá.
Và phía sau đây ạ, phía sau này thì bên em còn chế tác đó là những cái cây nấm linh chi này, di sần toàn bộ những cái phần cánh nấm ạ, rất chi tiết và rất tỉ mỉ cho anh chị nhà mình luôn. Đấy ạ, như các bác đã biết thì những chú heo thường gắn liền với hình ảnh đó là những cái cặp vợ chồng mới cưới có thể trưng bày những cái tác phẩm heo này trong gia đình nhà mình để đem lại cái những cái sự sinh sôi nảy nở này, những cái sự cầu mong con cháu đầy đàn ấy chị nhá, gia đình thuận hòa vui vẻ này. Đấy ạ, tác phẩm này của bên em thì kích thước rất là vừa phải nên là các bác có thể là sở hữu về trưng chơi trên bàn làm việc ạ, hoặc là có thể là để tại bàn uống nước ấy chị nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và tác phẩm mã số 02 này của em có một chút rất là đặc biệt, đó là hàng là ôm đá tự nhiên đấy chị nhá. Ôm đá tự nhiên đấy ạ. Đấy, ôm đá tự nhiên rất là giá trị này. Và đặc biệt đó là chất gỗ anh chị ơi. Chất gỗ ạ, chất gỗ chun sụn hương anh chị nhá. Một dòng gỗ rất là giá trị luôn. Các bác biết là trong những cái dòng gỗ thì đó là nhất nu nhì sụn đúng không ạ? Đấy, phía sau lựa hàng sụn này thì chỉ có đứng sau đó là lu hương thôi chị nhá. Còn cũng là một trong số những cái dòng gỗ rất là giá trị trên thị trường đấy ạ. Anh chị nhà mình yêu thích mã số 02 này thì hãy comment cho em anh chị nhé. Em xin đọc lại kích thước của mã số 02 để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối ạ. Tác phẩm này của em có chiều cao là 26, chiều ngang là 47 và chiều sâu là 28 anh chị nhé. Và tiếp theo em sang với một mã cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó là mã số 03. Mã số 03 cũng là một cái tác phẩm chú heo chỉnh trên một bao tiền với chiều cao kích thước là 21, chiều ngang là 45 và chiều sâu là 23 anh chị nhà mình ơi. Đấy ạ, với những cái dáng thế này cực kỳ là tuyệt vời anh chị nhá. Dáng thế uyển chuyển và rất là tuyệt vời luôn ạ. Chú heo thì là một cái linh vật rất là hiền lành rồi và rất là dễ trưng bày anh chị nhá. Anh chị nhà mình có thể là bài trí trên bàn này, trên kệ này, hoặc là anh chị nhà mình có thể bài trí trên tủ phòng làm việc ạ, hoặc là đặc biệt là trên xe hơi cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, ngoài ra thì anh chị nhà mình cũng có thể là coi đây như là một cái món quà tặng ấy chị nhá. Đấy, quà tặng, quà biếu những người thân trong dịp tân gia này, hoặc là về nhà mới khai trương cửa hàng đấy ạ, cũng là những cái món quà rất là ý nghĩa này. Chú heo đem lại cái sự may mắn cũng như là sự lo ấm đầy đủ cho gia chủ anh chị nhá. Và em sẽ quay cả phía sau đây ạ. Đấy, những cái phôi gỗ này của bên em hoàn toàn là những cái phôi gỗ liền khối chị nhá. Những cái phôi gỗ liền khối liền nạc này. Đấy, liền nạc 100% cho anh chị nhà mình luôn. Từ cái chất vân, chất gỗ hay là đến những cái đường nét đục tỉa của bên em thì không thể là chê vào được rồi. Vào đâu được rồi anh chị nhá. Đấy, đục tỉa tứ diện cho anh chị nhà mình luôn này. Đấy, những cái tác phẩm này của em được hoàn thiện rất là kỹ luôn rồi ạ. Và đây là tác phẩm cuối cùng, tác phẩm mã số 3 trong video ngày hôm nay. Em xin đọc lại kích thước nhá để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm này ạ. Tác phẩm mã số 03 có chiều cao đó là 21, chiều ngang là 45 và chiều sâu là 27. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu chi tiết 3 mẫu heo trong video ngày hôm nay. Anh chị nhà mình theo dõi video của bên em, nếu mà thấy ưng tác phẩm nào thì hãy chụp lại màn hình và inbox trực tiếp qua Zalo để nhân viên bên em có thể là tư vấn cụ thể cho anh chị ạ. Và anh chị nhà mình có thể inbox qua Zalo cho bên em qua số điện thoại đó là 0389 889968 anh chị nhé. Hoặc nhà anh chị nhà mình ai mà ở gần cơ sở bên em ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương thì anh chị nhà mình có thể là qua trực tiếp cơ sở để có thể là ngắm thưởng lãm trực tiếp luôn ạ. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.